Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một dự án cộng đồng Mimi có tên là Magic Cube. Và đến với video ngày hôm nay thì đầu video thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn review cho các bạn qua về cái hệ sinh thái của cái dự án này. Và sau thì phía sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào dự án. Và video này chỉ nhằm mục đích là review và cung cấp cho các bạn kiến thức về dự án, không có mục đích kêu gọi đầu tư. Thì đầu tiên chúng ta có thể hiểu cái dự án Magic Cube là một cái dự án Mimi, giống như là một cái dự án của cộng đồng. Các bạn có thể thấy những cái đồng Dogecoin hay là những cái đồng BabyShiba, đó là những cái dự án Mimi. Đấy, thì đây cũng là một cái dự án như vậy, thì nó được hoạt động cũng như là cái mã thông báo cái giá của token nó sẽ được định lượng bởi chính cộng đồng của cái dự án này. Và trong cái hệ sinh thái của nó thì sẽ có bốn cái loại token. Loại token đầu tiên là có tên là MGP, viết tắt của cái cụm từ đó là Token Magic Power. Nó là một mã thông báo Mimi phi tập trung được thúc đẩy hoàn toàn bởi cộng đồng. Và MGP thì mở cửa cho một cộng đồng siêu ma thuật phát triển hệ sinh thái Magic Cube, cũng như là trao quyền cho Magic Cube để đổi mới trong lĩnh vực DeFi. Token thứ hai đó là token MAGC, viết tắt của cụm từ là Token Magic Cube. Thì đây là một cái mã thông báo quản trị của cái giao thức này và kết nối lưu hành giá trị của toàn bộ hệ sinh thái nhằm mục đích kinh doanh tài sản vật lý và tài sản ảo của thế giới thực bằng cách là phản ánh lại tài sản trên blockchain. Và Magic Cube Project thì giúp người dùng trên toàn thế giới có thể thực hiện giao dịch 24/7 cho tài sản bao gồm cổ phiếu, quỹ, bất động sản bằng cách là đúc cái Mcash. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu một cái đồng token tiếp theo, một cái đồng stablecoin có tên là USDM, hay là viết tắt của từ Magic USD. Thì USDM là một cái đồng stablecoin, tức là giá của nó, một cái đồng ổn định ở trong cái hệ sinh thái của nó. Dựa trên cái thuật toán của hệ sinh thái khối Magic Cube thì nó yêu cầu ghi giá trị x đô của mã thông báo MGP đến một cái min, đó là mỗi cái mã thông báo này nó sẽ tương đương với tầm khoảng một USDM. Và chính sách tiền tệ của USDM thì có khả năng mở rộng cao, cho phép giá trị DeFi tối đa của hệ sinh thái Magic Cube. Tiếp theo một cái đồng token nữa, đồng này thì sẽ là một cái LP, tức là một cái nhà cung cấp thanh khoản, một cái đồng token thanh khoản. Tức là khi các bạn bỏ vào một cái pool, giống như chúng ta bỏ vào một cái pool farming, các bạn bỏ vào cái đồng Magic trên cái đồng USDM chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thu được một cái đồng LP. Và mã thông báo LP này thì sẽ đưa ra nhằm để khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản và tạo ra thanh khoản cho các cái dự án. Ví dụ như các bạn có thể thấy cái cặp MSET ở trên USDM và MAGC trên USDM phục vụ chủ yếu là một đơn vị tài khoản và đánh dấu cổ phần của nhà cung cấp thanh khoản trong nhóm thanh khoản đấy. Tiếp theo là về cái hệ sinh thái của đây thì mình thấy nó khá đa dạng, có cho vay, có bỏ vào pool farming, có staking đấy. Rồi tiếp theo, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào cái dự án này. Thì sẽ có một cái nhóm cộng đồng ở trên Telegram. Những bạn nào mà chúng ta muốn tìm hiểu sâu thêm về cái dự án này thì các bạn có thể join vào cái nhóm Telegram này để chúng ta cập nhật một số thông tin về dự án thêm. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào cái dự án này. Thì đây chính là cái trang chủ của cái dự án này nhé. Nó sẽ có một cái trang giống như một cái DApp riêng. Thì các bạn có thể vào đây. Ở phần này, sau khi các bạn vào thì chúng ta sẽ tiến hành Connect Wallet. Ở đây các bạn có thể sử dụng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Ở đây mình sẽ sử dụng ví MetaMask, mình sẽ kết nối với ví MetaMask của mình. Ok, ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần Connect, sau đó nhấn tiếp vào phần Ký thì nó sẽ tự động kết nối. Ở cái phần điền mã mời này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mã là 3BAPLV. Cái mã để chúng ta tham gia ở trên cái trang của Magic Cube Finance. Đấy thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mã này vào nhé. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần Confirm. Đó, như vậy chúng ta đã nhập mã mời thành công. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy đây chính là cái giao diện chính của cái đồng token này. Thì đây chính là cái địa chỉ ví của bạn này. Rồi đây là cái referral code của các bạn, chúng ta có thể chia sẻ cho bạn bè chúng ta này. Đấy, và số dư của MGP, số dư mà khả dụng. Đó, tiếp theo là phần Deposit. Ở đây mình có lẽ mình sẽ chuyển sang cái chế độ tối nhá. Đó, chuyển sang cái chế độ tối như thế này có lẽ nó sẽ
đỡ chói mắt hơn. Đấy, thì các bạn có thể bật vào đây để chúng ta chuyển sang cái chế độ tối. Thì đây cũng có các cái phần thông tin dành cho tiếng Anh, tiếng Việt này. Thì các bạn có thể kích vào phần tiếng Việt luôn. Đó, phần deposit tức là phần chúng ta gửi tiền. Thì phần này thì các bạn sẽ thấy có phần đó là nạp tiền cho mình và nạp tiền cho người khác. Thì các bạn có thể hiểu cái cơ chế để chúng ta tham gia. Đây, đóng vai trò là một cái pool. Thì các bạn sẽ bỏ vào cái pool này, chúng ta sẽ cần phải bỏ cái đồng USDT vào cái pool này. Và sau đó thì các bạn sẽ nhận được cái đồng MP token. Đấy. Và để các bạn hiểu thêm cái đồng MGP token là gì, thì MGP token ấy nó là một cái mã thông báo quản trị này. Lúc nãy thì mình đã nói phía trên rồi, tổng cung con này thì là 100.000 tỷ. Đó, 100.000 tỷ token. Thì cái cơ chế khai thác của nó ở đây thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt để các bạn dễ hình dung nhé. Cơ chế khai thác của nó thì thông qua cái hợp đồng thông minh, nó sẽ có một cái công cụ đo lường cho việc cung cấp thanh khoản. Ví dụ như các bạn cung cấp bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ nhận, cung cấp càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được lại càng nhiều cái đồng là MGP. Đó, và đầu tiên cơ chế khuyến khích khai thác này thì sẽ có 3 cái loại token Magic Point. Đầu tiên nó sẽ khóa cái LP, tức là khóa cái thanh khoản của chúng ta để nhận cái phần thưởng có tên. Chúng ta sẽ nhận được một cái đồng có tên là MP. Thì MP là viết tắt của mô hình là Magic Point. Thì sẽ có 3 cái loại Magic Point. Đầu tiên là Magic Point cơ sở này, MP cố vấn và MP lãnh đạo. Đó, thì cái tỷ lệ mã thông báo MGP hàng ngày mà chúng ta được phân phối cho cái mô hình MP này với MP cơ bản là 50%, cố vấn là 10% và người lãnh đạo là 40%. Và cái phương pháp để chúng ta lấy MP cơ sở với cái tỷ giá hối đoái sẽ là 1 USDT sẽ bằng 3 MP. Đó, thì mỗi ngày thì ví dụ như các bạn bỏ vào cái pool này là 1 USDT thì mỗi ngày chúng ta sẽ đối với cái dạng cơ sở này thì các bạn sẽ nhận được với 3 MP. Và sau khi các bạn nạp USDT vào tài khoản thì các bạn sẽ nhận được cái lượng MP tương ứng. Ví dụ như chúng ta nạp 10 cái đồng USDT thì chúng ta sẽ được 30 MP. Đấy, tương tự như vậy với MP cố vấn thì điều kiện để các bạn có điều kiện là bạn có MP cơ sở, tức là bạn sẽ cần phải có cái MP ở phía trên này này. Đó, tức là chúng ta sẽ cần phải nạp vào cái pool này. Đó. Và bằng cách giới thiệu những bạn bè tham gia thì cái cố vấn này thì chỉ khi các bạn giới thiệu được bạn bè tham gia thì chúng ta mới được nhá. Tiếp theo là cái MP thủ lĩnh là đối với điều kiện bạn có MP cơ sở. Đó, tức là chúng ta vẫn phải nạp vào. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được MP lãnh đạo bằng cách là giới thiệu những người khác tham gia qua cái mã giới thiệu của các bạn. Đó, thì hai cái này thì chúng nó sẽ mở khóa khi mà các bạn sẽ giới thiệu được bạn bè của chúng ta tham gia. Thí dụ người dùng A có 9.000 MP cơ bản và anh ta giới thiệu cho người dùng B. Người dùng B gửi tiền và nhận 10.000 MP cơ bản. Sau đó người dùng A giới thiệu người dùng C. Người dùng C gửi tiền và nhận 3.000 MP cơ bản. Theo cách bỏ qua hai cấp, người dùng B giới thiệu người dùng D và người dùng D lại nhận tiếp là 3.000 cái MP cơ bản. Và người dùng C giới thiệu người dùng E gửi tiếp và nhận được là 3.000 MP cơ bản. Thì nó hoạt động theo cái mô hình ở đây giống cái mô hình đa cấp. Đó, tuy nhiên thì ở trong này là một cái dạng khai thác thanh khoản nhá. Ok, rồi sau đó thì các bạn sẽ thấy ở cái phần phía dưới đó là quy tắc ngừng sản xuất MGP. Đối với cái thông lượng khai thác mã khai báo MGP dựa trên MGP cơ sở của người dùng thì khi lượng MP cơ sở của bạn bằng 0 thì cái việc sản xuất mã thông báo MGP của các bạn cũng sẽ tạm ngừng. Thì ví dụ như cái phần MP cơ sở tức là bạn không nạp vào đồng nào cả. Đấy, thì đây nó sẽ không có cái phần nào, không có, nếu mà bạn không nạp vào mà bạn giới thiệu được bạn bè của chúng ta tham gia thì nó cũng không có cái phần nào cho bạn cả. Đó, nên là để cái này thì các bạn sẽ cần phải cung cấp cái thanh khoản ở đầu đã. Rồi, tiếp theo là cơ chế phân phối MGP. Thì số lượng mã thông báo MGP được phân phối cho mỗi người khai thác phụ thuộc vào cái tỷ lệ số MP của các bạn trên toàn mạng, tức là cái số phần trăm các bạn đang bỏ vào cái pool farming này so với cái tổng mà tất cả mọi người bỏ vào cái pool này. Và tỷ lệ sẽ được tính toán sau mỗi 5 phút bởi hợp đồng thông minh. Ví dụ như bạn có tổng cộng là 60 cái đồng MP hôm nay, trong khi cả mạng tạo ra 1.100 MP, thì thông lượng ngày nay là 10.000 MGP. Đó, thì MGP của các bạn sẽ được tính, cái số lượng MGP mà chúng ta sẽ nhận được sẽ được tính bằng cách là lấy cái số MP của các bạn có trong hôm nay chia cho cái tổng số lượng
của hệ thống và nhân cho 10.000 thì nó sẽ ra là 6.000 MGP. Ok, có nghĩa là sẽ nhận được là 10.000 cái đồng token MGP này. Rồi, đó thì đó là cái cơ chế như vậy. Thì bây giờ để chúng ta nạp tiền vào ấy thì để chúng ta bỏ vào hoặc chúng ta khai thác thanh khoản thì các bạn sẽ cần phải có USDT. Thì đây sẽ có cái hai phần, đó là phần nạp tiền cho mình và nạp tiền cho người khác. Thì cái này là ví dụ như các bạn nạp cho bạn bè này. Còn cái phần nạp tiền cho mình thì chúng ta sẽ nhấn vào phần này. Sau đó các bạn sẽ cần phải nhập số USDT của chúng ta vào. Ví dụ như lúc nãy theo cái tỷ lệ mà các bạn đã đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải kết nối lại với cái ví nhé. Thì các bạn sẽ cần phải có đồng USDT. Thì để có được USDT thì các bạn, nếu chúng ta chưa có thì các bạn có thể lên PancakeSwap để chúng ta mua. Đấy. Thì sau khi có USDT thì các bạn sẽ cần phải mua cái đồng MP ở trong cái phần này. Đó, đây thì các bạn sẽ nhập số lượng USDT này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành mua cái đồng MP. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta mua ở trên PancakeSwap nhé. Thì các bạn sẽ vào phần Pancake. Sau đó chúng ta vào phần Exchange. Phần này thì phần Select a Currency thì các bạn sẽ chọn cho mình là USDT. Ok. Đó, sau đó các bạn có thể swap từ các cái đồng khác qua. Hoặc không nữa thì các bạn có thể mua trực tiếp cái đồng MGP này luôn để chúng ta tham gia vào stake ở cái phần này. Thì lát nữa thì sau khi mà chúng ta đã có cái đồng MP Point rồi thì các bạn sẽ vào cái phần một trong ba cái phần này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái tổng lượng của nó này. Đó, thì khi mà các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được 10 cái đồng MP Base. Rồi. Đó, thì các bạn có thể là chúng ta sẽ bỏ thêm vào đây. Ok, mình sẽ vào lại cái phần Deposit nhé. Đấy, thì nếu các bạn không có USDT thì các bạn có thể mua luôn cái đồng MGP này cũng được nhé. Đó, thì đây mình sẽ thử mua cái đồng MGP này luôn ở trên sàn PancakeSwap. Thì đây, đầu tiên thì các bạn sẽ add cho mình cái contract vào bằng cách chúng ta sẽ dán contract của cái đồng MGP vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ đợi một lát thì ở phần này nó sẽ hiện lên cái đồng token. Rồi, đó, thì sau đó thì tiếp theo là chúng ta sẽ import vào. Và cuối cùng nó sẽ hiện lên cái phần như thế này. Thì bây giờ mình sẽ swap ra nhé. Đó, ví dụ như mình swap từ cái đồng Baby C3 sang cái đồng MGP. Đó, thì xem thử là tổng tất cả từ này thì mình sẽ được là 5.756 cái đồng MGP. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần swap, nhấn vào phần confirm swap. Ok, thì các bạn sẽ chỉnh cho cái độ trượt giá nó cao hơn một chút. Ok, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần ký này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần tốn một ít cái khoản phí nhé. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần xác nhận này. Ok, sau đó như vậy là chúng ta đã mua thành công. Thì bây giờ các bạn có thể nhấn vào phần view on BSC để chúng ta xem cái lịch sử mua của chúng ta. Đó, lúc nào ở cái phần này nó hiện phần success, tức là chúng ta đã thành công nhé. Ok, như vậy là success này đã thành công. Thì bây giờ các bạn sẽ vào lại cái trang Magic Power cho mình. Thì chúng ta sẽ thấy, các bạn sẽ loan lại nhé. Thì các bạn sẽ thấy là cái đồng MGP của các bạn ở trong ví nó sẽ tăng lên. Ok, thì từ số dư này thì các bạn sẽ nhấn mark cho mình. Đó, thì chúng ta sẽ đổi từ cái đồng MGP sang cái đồng MP để chúng ta bỏ vào cái pool và các bạn stake. Ok, ở đây thì các bạn sẽ nhấn tiếp vào phần confirm. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ xác nhận cái giao dịch ở trên MetaMask. Đây các bạn sẽ tốn là 0.14 đô. Ok, như vậy là nó đã báo thành công này. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái phần là Base MP. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái tổng lượng của chúng ta vừa mới nạp vào nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên nó sẽ ở đây, bắt đầu này, nó sẽ tăng lên này. Ok, và cứ mỗi ngày thì các bạn sẽ vào cái phần account, hoặc là sau một thời gian các bạn sẽ vào phần account. Ở đây sẽ có phần withdraw này, thì nó sẽ hiện số dư của chúng ta. Thì mình khuyên là chúng ta nên để khoảng một tháng, vài tháng thì các bạn rút một lần cũng được. Đó, thì withdraw thì các bạn sẽ cần tốn một cái khoản phí nhá. Sau đó các bạn có thể lên các bạn bán ngay ở trên cái PancakeSwap luôn. Đó, sau khi mà chúng ta đã có cái đồng MGP này thì các bạn lên chúng ta bán ngay ở trên cái sàn PancakeSwap này. Ok. Đó, và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn về cái dự án Magic Power. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.